Theo đó, 150 chư ni và các em nhỏ tại trung tâm nuôi dạy trẻ chùa Đức Sơn và 80 chư ni tại ni xá Hồng Đức được hướng dẫn đăng ký thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm và thông báo kết quả. Tại đây, quy trình khám sàng lọc COVID-19 diễn ra chặt chẽ, cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Qua 2 ngày xét nghiệm sàng lọc tại hai cơ sở cho kết quả 100% âm tính. Đây là bước đầu của tổ tỉnh đường Hải Đức trong việc triển khai phối hợp với Sở Y tế tiến hành sàng lọc các ca bị nghi nhiễm, từ đó triển khai hỗ trợ phòng chống dịch hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.